Bạn mình là thế anh, mình đến từ cộng đồng thế anh nhớ đây, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để liên tục những dự án mình nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Kaigolo. Ở dự án ngày hôm nay thì sẽ có tối đa 50.000 người tham gia. Nội dung của dự án thì ta làm những nhiệm vụ hết sức đơn giản, đó là ta mở các kênh mạng xã hội, đối Twitter các kiểu đấy. Ta sẽ mở ra này, Twitter này. Mình mở cái link theo một dạng liên kết thì nó dễ hơn. Ta sẽ lựa chọn các kênh Telegram. Đấy, đối với Twitter thì các bạn sẽ làm như sau: like, đứt tiếp biến tiếp và test hai người bạn. Sử dụng các thẻ test ở đây. Ok, làm luôn. Follow. Like, chọn close tweet này. Giờ test nhé. Đây. Tớ làm rất là cẩn thận luôn. Đây, đầu tiên là cái này đây. Chúng ta sẽ thêm vào phần comment, phần test. Ok, tiếp theo chúng ta bình luận một tí nữa thì càng tốt. Nào, không gì bằng cái chuẩn chỉ luôn, đúng không ạ? Rồi, xong nhé. Thế anh em có thể tạo một list 50 để chúng ta test bằng cách các bạn này A còng sau những cái bài đăng ở đây, thấy không ạ? Những cái bình luận phía dưới này để ưu lên của nó, chúng ta tạo thành một list rất là dễ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt mở các kênh mạng xã hội, chúng ta cho kênh Telegram này. Kênh thứ nhất này. Rồi kênh tiếp theo nhé, kênh thứ hai này. Đó, không có gì là khó cả. Chúng ta sẽ điền email. Ok, phần địa chỉ ví đây. Bạn dùng VSTAT ở trên chất có lẽ MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ VSTAT sau đó quay trở lại gặp page vào. Phần Twitter username các bạn điền vào đây và chúng ta cũng sẽ điền username của kênh Telegram vào đây. Chờ, chúng ta đã submit. Ok, chúng ta đã submit thông tin thành công. Đấy. Ở phía dưới đây thì các bạn sẽ có link test để lấy được cái link test nó chuẩn luôn, chúng ta copy phần username paste vào đây này, phần địa chỉ ví paste đây, nút sheet đây. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ lấy được cái số dư và cái link test phía dưới đây, chúng ta copy link test cho bạn bè thân test chúng ta. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Kaigolo. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.